Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Chelsea và Burnley. Tân huấn luyện viên Thomas Tuchel chỉ có thể giúp Chelsea giành một điểm sau trận hòa không bàn thắng với Wolverhampton ở vòng đấu thứ 20. Tất nhiên kết quả này vẫn chưa thể nói lên được gì về năng lực của nhà cầm quân người Đức và ông cần thêm thời gian để thay đổi bộ mặt của đội bóng thành Luân Đôn. Với việc đón tiếp Burnley trên sân nhà ở vòng đấu tới, Chelsea cần phải giành chiến thắng nhằm cải thiện vị trí thứ 8 mà họ đang nắm giữ, đồng thời giúp Thomas Tuchel chiếm lấy niềm tin ban đầu từ người hâm mộ đội bóng thành Luân Đôn. Tuy nhiên đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để thực hiện bởi Burnley trong những nỗ lực trụ hạng đã trở lại khá mạnh mẽ. Chiến thắng trước Aston Villa ở vòng đấu trước đã đưa thầy trò Sindice leo lên thứ 15 và cách nhóm xuống hạng 9 điểm. Đội chủ nhà hiện chỉ còn mỗi can tê bị nghi ngờ về khả năng ra sân sau chấn thương. Tuy nhiên vấn đề của hàng công vẫn thực sự nhức nhối với đội bóng thành London. Ở trận đấu với Wolves dù chơi áp đảo nhưng các tân binh như Harvard, Jayek đều mở nhạt. Bên cạnh đó thì các mũi nhọn như là Giroud hay Abraham cũng rất vô duyên Burnley đang chơi khá ổn ở các vòng đấu đã qua với cặp Wood và Rodriguez trên hàng công. Bộ đôi này cũng đã có 3 bàn ở hai trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó thì phong độ ổn định của thủ thành Pope cũng đang là chỗ dựa nơi hàng thủ của huấn luyện viên Sindai. Ở năm lần đối đầu gần nhất thì Chelsea áp đảo hoàn toàn khi đánh bại Burnley tới 4 lần và thu về một trận hòa. Tuy nhiên phong độ của Burnley tỏ ra ổn định hơn khi đã thắng liên tiếp 3 trên 5 trận đã đấu. Chelsea cũng có cùng số trận thắng như vậy nhưng hai trong số đó là ở đấu trường FA Cup và thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ của trận này Chelsea chấp Burnley 1 1/2. So với các đội thuộc nửa sau bảng xếp hạng, Burnley đang sở hữu một hàng thủ khá tốt khi chỉ mới thủng lưới 24 bàn sau 19 trận. Ở mùa ngoài hạng Anh năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Sindai đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, trong khi đó hàng công của Chelsea lại không thực sự ổn định và với kèo chấp khá sâu này, người chơi có thể lựa chọn Burnley. À thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2 3/4 ở năm lần gặp nhau gần nhất, Chelsea và Burnley đều cống hiến cho khán giả những bữa tiệc bàn thắng. Với sự tự tin trở lại từ hàng công của cả hai đội, nhiều khả năng đây cũng sẽ là một trận đấu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi. Và dự đoán của chúng tôi trận này, Chelsea vượt qua Burnley với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.